At 29 and I find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life fast forward, never turned back again. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Điểm tin ngày hôm nay của chúng tôi. Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn thông tin về 3 kịch bản dân số Hà Nội đến năm 2030. Đơn vị tư vấn quy hoạch thủ đô đưa ra 3 kịch bản tăng dân số đến năm 2030, trong đó mức cao nhất 11 triệu, cao hơn 2,5 triệu người so với hiện nay. Sáng ngày 21 tháng 11, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội thảo quy hoạch thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Thay mặt liên danh tư vấn, giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường cho rằng gia tăng dân số và tình trạng nhập cư khá đông vào Hà Nội tạo ra nhiều thách thức, sức ép rất lớn đến hạ tầng kỹ thuật, xã hội, môi trường và chất lượng sống của người dân, nhất là tại khu vực nội đô cũ. Trong khi đó, phát triển kinh tế xã hội và diễn biến dân số là mối quan hệ hai chiều, tác động đến sự phát triển bền vững của đô thị. Để có cơ sở đầu vào trong xây dựng đề án quy hoạch, tư vấn đưa ra 3 kịch bản phát triển dân số Hà Nội đến năm 2030 và năm 2050. Cụ thể, kịch bản số 1, dân số phát triển với nhịp độ tương tự thời gian qua khoảng 150.000 người mỗi năm, đến năm 2030 có khoảng 9,5 triệu và năm 2050 khoảng 11,2 triệu. Kịch bản 2, dân số phát triển nhanh giai đoạn 2023-2030 và dần ổn định giai đoạn 2030-2050, đến năm 2030 đạt khoảng 10,5 triệu và năm 2050 khoảng 13 triệu. Kịch bản 3, tư vấn dự báo dân số phát triển nhanh với các điều kiện kinh tế xã hội phát triển mang tính đột phá, thị trường lao động thủ đô rất hấp dẫn với dân cư ngoại tỉnh, đồng thời các biện pháp đều điều tiết dân số kém hiệu quả. Theo kịch bản này, dân số thường trú đến năm 2030 đạt khoảng 11 triệu và đến năm 2050 khoảng 14 triệu. Ông Đào Ngọc Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam, đánh giá quy mô dân số Hà Nội hiện nay vượt quá ngưỡng dự báo của quy hoạch chung thủ đô năm 2011, quy hoạch 1259 và phân bố không như định hướng phát triển. Thống kê năm 2020 cho thấy dân số thủ đô là 8,24 triệu, vượt chỉ tiêu theo quy hoạch 1259 đề ra 7,3 đến 7,9 triệu, bình quân tăng 2,29% mỗi năm, trong đó dân số thành thị chiếm 49,3%, khu vực nông thôn chiếm 50,7%. Từ thực tế nêu trên, ông Nghiêm cho rằng công tác lập quy hoạch thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030 phải nghiên cứu cẩn trọng và xem xét đồng bộ yếu tố tác động đến dân số để dự báo hợp lý. Trong khi đó, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Lê Văn Hoạt cũng đặt vấn đề dân số khu vực đô thị trung tâm và khu vực nội đô, lịch sử, hiện đã cao hơn ngưỡng khống chế trong quy hoạch 1259. Cụ thể, quy hoạch chung được duyệt, quy mô dân số tại khu vực nội đô lịch sử gồm 4 quận, Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa và Hai Bà Trưng được định hướng giảm từ 1,2 triệu xuống còn gần 920.000 năm 2020 và còn 800.000 người năm 2030. Tuy nhiên, Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 đến ngày 1 tháng 4 năm 2019, dân số tại khu vực này vẫn khoảng hơn 1 triệu. Ông Hoạt cũng chỉ ra hàng loạt tồn tại khác sau 10 năm thực hiện quy hoạch chung thủ đô, đó là các đô thị vệ tinh Hòa Lạc, Sơn Tây, Xuân Mai, Phú Xuyên, Sóc Sơn và các vành đai xanh cơ bản vẫn chỉ nằm trên giấy. 10 năm vẫn chưa lập được danh mục biệt thự cũ và công trình kiến trúc khác xây dựng từ trước năm 1954, hư hại, xuống cấp, cần đầu tư tu bổ cải tạo, tỷ lệ đất dành cho giao thông, tỷ lệ vận tải hành khách công cộng chưa đạt mục tiêu đề ra. Người lập quy hoạch cứ lập, người làm cứ làm. Nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố nêu quan điểm. Ông cho rằng việc điều chỉnh quy hoạch không được quản lý và kiểm soát tốt dẫn đến nhiều khu đô thị quy hoạch ban đầu rất hẹp và đồng bộ nhưng sau một thời gian triển khai xây dựng đã bị điều chỉnh trở nên xấu xí, manh mún, chắp vá, điển hình như khu Linh Đàm. Theo kế hoạch ban đầu, đồ án quy hoạch thủ đô thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 sẽ được Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua và trình Thủ tướng báo cáo Quốc hội đầu tháng 12 trước khi Thủ tướng xem xét phê duyệt cuối năm nay. Tuy nhiên, trong thông báo chương trình kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố diễn ra tháng tới, không có nội dung liên quan đồ án quy hoạch này, do đó việc xem xét phê duyệt đồ án sẽ phải lùi sang năm 2024. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.